cuộc sống hiện đại chuyển động không ngừng và đang tác động đến chính bạn, gây mất cân bằng các hoạt động bên trong cơ thể. Ice Lock Reset, 2 viên mỗi ngày với 205mg Anthocyanins, công thức với sức mạnh chống oxy hóa vượt trội, từ 3 tím độc đáo của vi quất dại, bí chua đen và gạo nếp cẩm. Nâng tầm sức khỏe cho chất sống hiện đại, cùng lối sống lanh mạnh và năng động. 2 viên Ice Lock Reset mỗi ngày, bạn có thể nâng tầm sự lựa chọn về sức khỏe ngay hôm nay. Ice Lock Reset, công thức 3 tím độc đáo, nâng tầm chất sống hiện đại.